Sở đá bằng ngày lây, huyện Đông Giang đặt tỉnh Quảng Nam là tiểu vi ơi đặc khu hít ở đá môi cơ tu biết. Do tiểu vi ơi cách chế ở ít đá, lọc lạp bây giả tư tưng mẹ chọc lạp đặc khu ở đá ở hít khó khăn. Nhất là nơ mê ngạt, vì rồi đặt y và chọc lạp giặc khu gai là y khát vọng, đã ở đá luôn cầu. Đồ mà bro kinh tế tâm hít, đỡ ba rằng riêng chụp khu nằm ná, huyện Đông Giang giả bro hàng nghìn tỷ ẩm khu tiêu ngành. Nhất lực lọc chấp cho cầu niềm mà bỏ lấy tu giả bọc đi bỏ điều kiện ẩm tâm hít kinh tế xã hội khu lò cao đút ngầm lùi lò giả xóa đá cho lò lò tập bỏ là tỷ liếp. Hồi xưa chưa có đường, bà con rất là cực khổ, không có đường để đi qua suối. Từng Mà na chỉ tập y có chọc đường lạp ở đá lạp bây nước giờ làm nhà đường lọ đường tốt lọ mới. đạc. Từng nào y đặc Tôi biết cũng rõ khăng chọc lạp khăng nam khu rất cao con là khởi tỉ mừng liệp và đi ập được cắt âm ở không đá qua lạp suối lọ tỉ nữa. liệp. Nhờ ni mà lệ chụp nị xuôi là y bằng bro hạ tầng, huyện Đông Giang khỏi giá kiên cố mới rất vài km chọc là huyện. Cho lọ lạp là tây lụ nghe mới rất 10 km chụp lít lọ gài bro hơn, 3 tỷ đồng. Khu tên Gia Hung Aroi, tuyến Gia Hung chưa ngay, cà giang mà coi, khỏi giá mút lọ bro. Rải tâm hít kinh tế xã hội ở lung ngốc Đông Giang. Cụ thể nhất là chương trình mà kiên cố hóa DH và giao thông nông thôn giai đoạn 15-20. Cụ thể hít là chương trình kiên cố hóa khu chọc DH bảy chọc lắp lò lê tu nâu bạn dầu với dịch đạp cho bạn dầu bãi dắt bạn bro tâm hít dược liệu khai giả điều kiện ẩm hệ thống chọc lắp tiểu giả chụp đại xã thôn tiểu mẹ bro hít ẩm khu ngày lây bro lọ. Mùi nú đồng giang dạ ý đi liên kết lung, liên kết tiểu cho lộ bro lọ lọ lung nông lâm sán gai. Rồi dạ nì cô nì tưng dọ bro lọ tiểu oi, lọ nì duy nhất ở lung cầu. Cơ sở hạ tầng là những cái điều kiện và cái tiền đề đầu tiên để phát triển kinh tế xã hội. Thì hiện nay thì huyện đã đề xuất ủy ban dân tỉnh rất là nhiều cái danh mục. Tuy nhiên về nguồn lực của tỉnh, tỉnh sẽ xem xét là ưu tiên bố trí các cái danh mục cần thiết. Nì lít là hạ tầng và trên là dự để án tâm hít kinh tế xã liên vùng hội. Từng mẹ huyện khỏi liên bro xã hết danh mục đùa là vào tin bro. Mẹ là đặc khu biệt dự là án các chọc tuyến lắp giao lở thông, lung, tiểu các khu, tuyến giao xã, thông bảy để khu kết lung nối bro. giữa các xã đi vào các khu sản xuất. Từng khu vốn đặt chương trình nị quốc gia bro lê tu nào chương trình nị lò quốc gia đỡ ba ngót ảng rin đà huyện Đông Giang để tiểu khu nhung yết và bro lò ti lò chọc lắp ở lung cầu đưa vào đỡ ba ngót ảm ở đá lung cầu.